À, cái đồng ý khán giả của Việt Di Chú Nêu Sáng hôm nay ngày thứ bảy ngày 6 tháng 4 và chúng tôi có mặt trước đền Đức Thánh Trăng. Và hôm nay thì bên của nhóm ông Phan Kiền Nhân như thường nhật là sáng thứ bảy đầu tháng để làm một cái là giao cơ buổi sáng, và chúng ta cùng theo dõi buổi sáng ngày hôm nay sự kiện. Một lần nữa chúng tôi trân trọng kính mời quý vị nhanh chóng sao quay thôi. Chụp hình nó không có thấy được. Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị trang trọng hướng về kỳ đài. Toàn thể chú ý. Quận nhất, chúng ta trong quốc ca Việt Nam Cộng Hòa thứ kỳ. Quận nhất trọng tài trong thượng kỳ anh hả? Anh nói em lại gì? Du đảng hả? Hả? Đây nè, không thấy rồi, nhưng mà anh nói là em du đảng. Vậy anh có đánh em có đánh gia đình anh không? Em có đánh anh không anh? Hả? Không anh đánh thiệt. Hả? Cái mặt anh đẹp quá. Hả? Cái mặt anh đẹp thiệt đó chứ. Anh là nghe nói là anh là một tên tay sai của một nhóm nào đó hả? 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 Anh là tay sai chứ còn gì nữa chứ, anh ăn tiền xã hội mà lấy gì anh? Anh có tiền anh muốn cái này. Hả? Muốn ra cái gì? Muốn anh không có đủ tư cách. Anh không có đủ tư cách. Nghe. Anh không có đủ tư cách đâu. Hả? Anh không có đủ gì? Muốn ra. Anh không có đủ tư cách đâu. Bóp dao vào tao là. Bóp dao dưới à? Trời, anh bóng dao hả? Anh bóng dao qua cho chém ta hả? Phải bóng dao không? Mày bóng dao không? Bóng dao không? Bóng dao? Bóng dao không? Bóng dao? Bóng dao hả? Bóng dao không? Hả? Nè, thằng quỳnh đó, quỳnh dao đó hả? Dạ dưới hả? Quỳnh hữu tránh. Bóng dao hả? Hả? Bánh đi. Quỳnh hữu tránh. Bánh không? Bóng dao qua chém ta kìa. Bánh không? Bánh không? Hả? Bóng dao hả? Tụi tao quay phim rồi mày đó. Hả?
anh nói là em là Vũ Đảng. Cảm ơn anh đã tố cáo cái băng đảng bố già bạn quét đi thôi, nó đang xâm sụp để mà nó phá hoại nước Mỹ. Đó là cái băng đảng bố già, nó đang gây án, nó phải bị trừng trị bằng luật pháp và hiến pháp của Mỹ. Đây là anh luật pháp và hiến pháp của Mỹ. Ở bên chúa cánh điệp ở Westminster là... nói lên sự thật tội ác băng đảng bố già tại Westminster. Hôm nay là cái buổi chào cờ của đồng tháng của đền Đức Thánh Trần thì đây. Anh này ông lại đến thù hai năm rồi phá hoại ao chánh á. Anh này anh kêu kêu cảnh sát tới anh Kiệt, kêu cảnh sát tới anh Kiệt, kêu đi. Chúng ta phải nói sự thật thôi, không không cần tại cái băng đảng bố già này nó nghĩ là nó đang có khống chế cảnh sát có gì đâu. Chúng ta phải tin vào cảnh sát, mà cảnh sát không bao giờ bảo kê làm tay sai cho cái băng đảng bố già tại Westminster này. Một thằng nào con nào mà phá hoại nước Mỹ phải bị tiêu nghiêm. Mở giấy quần tư tới hả? Mở giấy quần tư tới đây hả? Đây là ông Kiệt trong nhóm của bên Long Quang, luôn luôn trong những cái buổi vào cờ là đưa lên cái băng đảng màu xa. Sao hôm nay không có thấy ông Phạm Kim Long vậy thì rõ thường thường là phải có ông Phạm Kim Long là mà chúng tôi nghe nói là chúng tôi sao mà lúc nào anh cũng lên YouTube anh chửi hết như vậy anh chửi lôi ông lôi bà lôi cả cha mẹ bà Kimberly Hồ ra anh chửi. Ủa, vậy cái chuyện đó là mà chuyện bà của mẹ tôi. Mà sao mẹ, bà sẽ lại chửi người ta không. Tại sao bà lại chửi người ta là anh lôi ông Bùi Sĩ Khải là một cái vị đại tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là anh lôi ra chửi người ta chết rồi anh lôi ra anh chửi trên YouTube của anh vậy có không như, như vậy thì bây mà bây giờ có dính líu gì tới bà có dính líu gì tới bà có dính líu gì tới bà là họ là người chỉ huy trưởng hy sinh cho đất nước là anh là anh tại là sao? Một cái người rồi còn như bà không 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 như bà anh tại sao nói, bà no. Không bà tại là bà chửi người ta anh là đàn ông chết. Anh nói chuyện thấy chưa cái gì thế là hành động á bà phải có hành động đàng hoàng lại cho tôi nói chuyện cái băng đảng bố già nó đem nó anh nói anh bà thấy là quý vị thấy là bà này thật là một vị đại tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa anh lôi ra chửi tại sao là anh bị giật dây bởi những người Việt Cộng phá cùi phá ra ông Kiệt lý do tại sao mỗi lần chào cờ thì ông đưa chào cờ có cái thằng mà đánh phụ nữ mà nó tự vệ mà nó đánh phụ nữ như thế tôi sẽ đi về thằng đó mà thằng đó bao che của nó hót bùi vậy chứ mũi mì đâu à, anh nói là đừng có động à, mũi mì không dài nghe người ta mới đây bù đỏ nha đối với nhân đảng bù xa mà nó đi đầu già nó đi sao Kiệt đảng không rồi mà đó bị đó tại vì hỏi đó hả Kiệt anh đừng có đánh em anh không giao gì anh giao rồi giao đâu nó có một dòng vàng những cái cục sạn đó giật lờ đó giao đâu nó dài không là sạn này khí thế của đồng bào của chúng ta ở đây luôn luôn là có cái tâm quyết không bao giờ là tại vì có anh Kiệt bị nó tấn công nên thành tôi cho thấy vậy tại vì đây là
đây là một cái băng đảng của các tôi. Tại vì tôi là đây là băng đảng. Nó muốn lâu mày. Lên chỉ đại tá một người đã hy sinh cho Việt Nam Cộng Hòa. Ê, con cái. Cút tôi vậy. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì? Biết là sao? Gia đèm nhà đánh sao ta đi đâu sao nữa anh đi đâu đi đâu anh không đi đây sao đánh người ta anh đi theo bà này bà rồi xuống được đây hả bà thì võ ủa tại sao bà lại đi phá hoại người ta thấy hả cái gì là sao không lấy mày nữa không anh kẹt lại nha đừng có vô ống nha đây là bà thị võ đã đến thì mời uống mấy cái đồ một cái xe mà tôi ngồi cán hoài tôi ăn uống quân dịch đây rồi tôi đi về nha đừng có vô ống nha không có được vô ống nha không được vô ống nha không được vô ống nha đang có sự kiện đó đừng vô ống nha đừng có vô ống nha rồi bắt mùi cho ổng lên chửi hồ hình thải là một người đại tá một người có công với đất nước qua đây thì có công mà ông Lâm Văn Thành lên đài chửi tôi có bằng chứng hết chứ không phải là không có bằng chứng. Nhưng mà nếu mà cô nói ông Long Nguyên đánh phụ nữ thì cô đại diện gì cho người phụ nữ đó mà người phụ nữ có liên quan qua không, không đại diện cái đó mình thấy bất bình, mình thấy trên YouTube Khải Đào Thâu thì mình lôi xuống thôi để cho mọi người biết là Lâm Nguyên nắm đầu đàn bà đánh. Ok mà chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ một đất nước thượng tôn pháp luật, nếu mà ông Lâm Nguyên ổng đánh phụ nữ thì có pháp luật có cảnh sát soi xét yếu tố. Việc di chú nói như vậy là việc di chú không hiểu gì về luật hết. Luật gọi là luật criminal case á, là nó 100% mới được accuse, giống như cái bả không có prosecute mà họ điều đình sau đó tôi không biết. Ok, giống như cái case của O.J. Simpson là ai cũng biết mấy chục năm trước là giết phụ nữ, giết vợ rõ ràng, nhưng mà cuối cùng cái blood stain nó không có đủ cái sample để kết tội, cũng giống như trên hết Nguyễn hối lộ, ăn hối lộ mà không đúng rồi nó đang tấn công mà nó phá hoại tao đâu xe mà mày cứ cản cái chân nó đủ quá còn sao sao vô cản chân đây kéo cả sáng được đó, nhưng mà anh đụng người ta tao không đánh với mày, tao đánh mày nó chết rồi kìa, chết rồi kìa. Còn cảnh sát đi, đụng vô rồi, gọi cảnh sát đi. Tao đi ghe xe lại. Mày không biết ở đâu? Không biết cái đầu chó mày đó. Gọi sát đi. À, này, kêu sát đó, kêu sát.